Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng nhà mình lại tiếp tục giới thiệu cho bạn về một chiếc camera ngụy trang ổ cắm điện đi hoa. Thì với dòng ổ cắm điện đi hoa này thì bên cửa hàng nhà mình nó có rất là nhiều các cái mẫu mã ổ cắm điện khác nhau, đó, phù hợp với tất cả các nhu cầu của bạn sử dụng nhé. Ví dụ các bạn muốn lắp đặt những cái dòng ổ cắm điện như là âm tường đó, thì bên đơn vị mình có tất cả các dòng âm tường đó, hoặc là các bạn có muốn sử dụng cái loại li hoa để các bạn dễ dàng lắp đặt hoặc là mang được đi những cái nơi mà các bạn muốn lắp đặt. Ví dụ cái loại ổ li hoa này các bạn có thể mang từ nhà, từ phòng làm việc để quay, sau khi quay xong các bạn lại cầm về nhà được hết nha các bạn nhé. Đó, một chiếc ổ cắm điện li hoa này. Thì ổ li hoa này thì có rất là nhiều các cái mẫu mã khác nhau, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn về một chiếc camera ngụy trang ổ cắm điện li hoa thông dụng. Đó, loại này thì rất là nhiều gia đình sử dụng này, đó, rất là khó để phát hiện, mắt cam nó sẽ nằm ở đây đó. Và đặc biệt là cái dòng ổ cắm điện này thì vẫn sẽ sử dụng được bình thường, các bạn vẫn có thể là cắm cơm đun nước sử dụng những cái ổ điện này bình thường nhá. Camera sử dụng quay liên tục 24/24 trong trường hợp các bạn cắm điện sạc liên tục đó, rất là khó để phát hiện này. Và camera quay siêu led siêu bền nha các bạn nhá. Đó, bạn nào có nhu cầu muốn đặt mua hàng hoặc là muốn tìm hiểu thêm về những dòng sản phẩm camera ngụy trang quay lén ở bên cửa nhà mình thì có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại. Thì số điện thoại và Zalo của mình là 0927960888. Đó, các bạn cứ nhắn tin gọi điện trực tiếp cho mình. Đó. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu qua về cách sử dụng của dòng ổ cắm điện này cho bạn và test luôn cho bạn về cái chất lượng hình ảnh. Thì để sử dụng được cái ổ cắm điện này thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái ổ cắm nhá. Đó, thì ở đây thì mình sẽ chuẩn bị một cái ổ cắm này. Đây, mình sẽ chuẩn bị một cái ổ cắm đây, mình sẽ cắm nó vào nhá. Nó khi bạn cắm vào như thế này thì cam nó sẽ phát ra một cái ánh đèn đỏ đây. Đó, một cái ánh đèn đỏ mờ mờ đây nhá, các bạn có thể nhìn thấy. Đó, nó sẽ phát ra một cái ánh đèn đỏ đây. Thì cái ánh đèn đỏ đây các bạn có thể tắt đi được nhá. Đó, còn hiện tại khi bạn mới mua về, các bạn cứ bật cái đèn đỏ này lên cho mình. Đó, sau đó các bạn tải cho mình một cái ứng dụng về điện thoại. Thì ứng dụng này nó sẽ phù hợp với tất cả các dòng điện thoại từ Samsung, iPhone, Oppo thì đều có thể là sử dụng được. Đó, và sử dụng cực kỳ dễ nha các bạn nhé. Cách kết nối của dòng cam siêu nhỏ này sử dụng rất dễ. Các bạn chỉ cần là tải cho mình một cái ứng dụng có tên là Lookcam về điện thoại này. Đó, ứng dụng Lookcam về điện thoại. Các bạn dùng iPhone thì có thể là lên cho mình cái ứng dụng App Store tải về. Còn các bạn dùng Samsung, Oppo thì bạn có thể làm vào cho mình cái ứng dụng CH vào đây. Các bạn tải cho mình cái ứng dụng Lookcam này về điện thoại. Sau khi các bạn tải xong ứng dụng, các bạn vào cho mình phần cài đặt và chọn cho mình vào mục Wi-Fi. Thì sau khi các bạn vào cho mục Wi-Fi này thì cam nó sẽ phát ra cho bạn một Wi-Fi để cho bạn kết nối này. Đó chính là Wi-Fi có chữ G1 hoặc là chữ F. Đó, Wi-Fi có chữ G hoặc chữ F ở đầu và một giấy số hôm sau. Không có mật khẩu thì bạn ấn vào kết nối cho mình. Đó, Wi-Fi nó cứ hiện như này nhá, G hoặc F thì bạn ấn vào kết nối cho mình. Và sau khi kết nối thành công xong, các bạn thoát ra, các bạn vào lại trong cái ứng dụng các bạn vừa tải về, đó chính là ứng dụng Lookcam đấy. Và khi vào ứng dụng thì bạn cho phép hết tất cả cho mình. Và sau khi bạn các bạn cho phép hết tất cả xong thì nó sẽ hiện ra như thế này. Đó, với cái phần device online là camera đang hoạt động. Còn trong trường hợp camera hiện là device offline như thế này thì bạn phải xem lại cái Wi-Fi. Khi các bạn kết nối được Wi-Fi của cam rồi thì 100% thiết bị nó sẽ hiện online cho bạn kết nối nhá. Và sau khi thiết bị online xong rồi thì bạn ấn vào cho mình, nó sẽ hỏi các bạn là có muốn đổi mật khẩu của camera hay không. Thì bạn nào muốn bảo mật camera, các bạn ấn đổi mật khẩu cho mình. Đó, mật khẩu mặc định của camera đó chính là từ 1-6, còn cái dòng thứ 2 và dòng thứ 3 đó chính là mật khẩu mặc định các bạn muốn đặt. Các bạn muốn đổi mật khẩu là nhào thì bạn ghi ra cho mình, sau đó các bạn ấn OK là xong. Còn hiện tại mình test cho bạn cho nên mình sẽ scan nó đi nhá. Và sau khi các bạn scan hoặc là các bạn đổi mật khẩu xong thì cái ứng dụng nó sẽ đưa bạn vào cái màn hình chính của cam này. Đó, đây chính là cái màn hình chính của cam nhá. Đây, mình quay một vòng cho bạn xem này. Đó, quay rất là led nha các bạn nhá. Đó. Đây, đó, mình quay lên cái kệ hàng cho bạn xem này. Đó. Đó, quay rất là led và rất là mượt nha các bạn nhá. Đó. Đó. Quay rất led và rất mượt. Hiện tại đang bị ngược khung hình này, mình sẽ chỉnh lại khung hình cho các bạn. Đó, đây. Đây chính là cái chất lượng này của camera khi các bạn xem trực tiếp. Đó. Đây. Đó,
quay rất mượt và rất là nét nha các bạn nhé, không bao giờ bị giật hoặc là bị đơ. Đấy. Đây mình sẽ để tạm một cái góc nhìn để test cho các bạn nhé. Đây mình sẽ để tạm một cái góc nhìn như này, đó để quay để test cho các bạn. Đó, đây chính là cái chất lượng này của camera này, quay rất nét và có thể phóng to thu nhỏ đều được. Và đặc biệt camera nó sẽ thu được cả hình cả tiếng. À, các bạn muốn nghe âm thanh các bạn bật trực tiếp loa lên. Đó. Thì khi bạn bật loa lên thì trong trường hợp các bạn phải ở xa thiết bị ra cho mình tầm 1 tới 2 mét thì nó mới không có tiếng ồn. Còn trong trường hợp các bạn bật cái loa lên mà ở gần nhau như này. Đó. Ở gần nhau quá thì thiết bị nó sẽ bị xung đột âm thanh, nó có những cái tiếng vang đi vang lại rất là ồn. À, các bạn chỉ cần đứng xa ra cho mình tầm 1 tới 2 mét thôi là bạn có thể nghe thấy và nghe rất là rõ. Đó. Hiện tại với cái chất lượng này các bạn đang nhìn thấy đây, nó rất là nét rồi, nhưng mà hiện tại ấy, nó chỉ là cái chất lượng ảnh thấp nhất thôi. Đó, hình ảnh thấp nhất của camera nhưng nhìn nó đã rất là nét rồi. Đó, cái loại này các bạn quay để giám sát thì rất là nét nhá. Nét hơn tất cả những dòng cam iMount hoặc là những cái dòng cam to đang bán ở trên thị trường. Đó. Thì cái dòng này nó sẽ tối đa cái chất lượng ảnh lên tới là 4K cho các bạn. Mình sẽ bật nó lên 4K này. À, với chất lượng của hình ảnh 4K thì nó sẽ nét hơn rất là nhiều nhá. À, các bạn có thể nhìn thấy những cái chữ ở trên hộp này. À, các bạn đọc được hết nhá. À, thực tế ở bên ngoài còn nét hơn nhảy rất là nhiều. Khi mà mình quay qua hai chiếc điện thoại rồi thì cái chất lượng ảnh của camera cũng bị giảm đi một phần. Nó rất là đáng kể. Đó, nhưng mà hiện tại các bạn xem video này của mình đang rất là nét rồi. Thực tế ở bên ngoài các bạn nhìn còn nét hơn nhảy rất là nhiều. Rồi. Đó, thực tế ở bên ngoài các bạn nhìn thấy còn nét hơn nha các bạn nhá. Đó. Thì camera nó vẫn sẽ hỗ trợ cho bạn là tầm nhìn đêm, nhưng mà với một điều kiện là sẽ phải có một chút ánh sáng thì mới có thể là xem được. Đó, còn khi các bạn bật lên nha, đó, các bạn có một chút ánh sáng thì nhìn nó sẽ như thế này. Còn không bình thường nó sẽ hơi mờ một chút nha các bạn nhá. Khi các bạn quay đêm thì cái loại cam ngụy trang bên cửa hàng mình này nó không phát ra đèn hồng ngoại cho nên là nó sẽ hơi mờ một chút. Còn sau khi các bạn muốn quay được nét hơn ấy, thì các bạn phải cho mình một chút ánh sáng thì camera nó sẽ tận dụng cái ánh sáng đấy thì nó sẽ quay nét hơn. Đó, còn khi các bạn quay bình thường như này đó, thì cam nó sẽ không nhìn được nét như này nha các bạn nhá. Nó sẽ nhìn hơi mờ một chút nhưng mà vẫn có thể là nhìn, các bạn vẫn có thể là quan sát được ban đêm bình thường. Đó. Còn các bạn muốn nét hơn thì các bạn có thể là bật cho mình một cái bóng đèn ngủ ở bên cạnh là xem được rất là nét. Đó, thì đấy là về những cái chức năng cơ bản của camera để xem trực tiếp này. Phần âm thanh này, đây. Phần âm thanh các bạn bật lên là có thể nghe được âm thanh này. Đó. Còn chế độ ban đêm thì bạn phải bật lên. Đó. Các bạn không thích thì bạn chuyển về chế độ ban ngày cho mình. Đó. Và tiếp theo này là phần chụp ảnh màn hình, quay phim màn hình. Đó. Chất lượng ảnh và pin ở đây. Cái pin này thì nó chỉ hỗ trợ cho những dòng cam siêu nhỏ chạy bằng pin thôi. Còn với loại ổ cắm điện này thì các bạn sử dụng cái nguồn điện trực tiếp rồi. Đó. Cho nên mà các bạn không cần phải để ý pin. Các bạn cứ cắm điện trực tiếp là camera nó sẽ tự động quay nha các bạn nhé. Bao giờ các bạn rút điện ra thì camera nó mới ngưng quay. Còn trong trường hợp các bạn đang quay trực tiếp này mà chẳng may nó bị mất điện đó, và sau tầm 15 phút hoặc là 1 tiếng tự nhiên nó có điện lại thì camera nó sẽ tự động kết nối lại nha các bạn nhé. Các bạn không cần cài đặt gì cả. Các bạn chỉ cần là tải một cái app vào điện thoại là các bạn có thể sử dụng được camera rồi. Và camera ổ cắm điện ở bên cửa hàng nhà mình nó sẽ hỗ trợ cho các bạn gồm có 3 chức năng chính. Đó chính là một, kết nối xem trực tiếp trên điện thoại. Và thứ hai là hỗ trợ lưu thẻ tối đa là 256GB, đấy là 60 ngày. Và thứ ba đó chính là hỗ trợ các bạn là kết nối Wi-Fi xem từ xa trên điện thoại qua 3G, 4G cũng như là 5G và không giới hạn khoảng cách. Vì trong trường hợp các bạn đặt cái ổ cắm điện này ở văn phòng của bạn hoặc là ở gia đình nhà bạn mà chẳng may các bạn phải có công việc gấp, các bạn phải đi xa tầm vài hôm mà các bạn vẫn muốn giám sát được về nhà các bạn để giám sát này vợ chồng con cái ở nhà làm gì thì các bạn phải cài đặt kết nối wifi cho mình. Thì để cài đặt và kết nối wifi của cam thì bạn vào cho mình phần cài đặt này đó, sau đó chọn mình vào mục device setting nhá, và chọn cho mình vào mục wifi setting bên dưới đó. Sau khi bạn vào trong mục wifi setting này thì camera nó sẽ phát ra những cái tên wifi ở gần với thiết bị nhất. Thì các bạn chỉ cần là chọn cho mình một cái wifi đấy ở khu vực các bạn đặt thiết bị. Ví dụ mình đang đặt cái ổ cam này ở cửa hàng mình đó, thì nó sẽ hiện ra một cái wifi ở cửa hàng nhà mình đây, đó chính là công nghệ số này. Thì các bạn ấn vào cho mình, sau đó các bạn ghi mật khẩu ra, các bạn ấn ok là xong. Đó chính là hoàn thành cái chức năng kết nối wifi xem được từ xa. Còn hiện tại ấy, mình đang quay để test cho bạn cho nên là mình sẽ không kết nối wifi xem từ xa nhá.
Còn trong trường hợp các bạn kết nối thì bạn chỉ cần ấn vào, các bạn ghi mật khẩu, sau đó các bạn ấn OK là xong. Đó, rất là dễ cài đặt. Đó. Thì cái mục đấy thì nó chỉ dành cho các bạn là kết nối xem từ xa trong trường hợp các bạn là đi xa thôi. Còn bình thường các bạn ở trong khu vực tầm 50 mét hoặc là đổ lại đấy, các bạn chỉ cần cứ kết nối wifi của cam mà bạn có thể xem trực tiếp luôn đấy, hoặc là các bạn có thể xem lưu thẻ nhá. Đó, thì với cái thẻ nhớ này thì khi các bạn mua hàng ở cửa hàng nhà mình thì đều được tặng kèm một chiếc thẻ nhớ 32GB lưu trữ tối đa trong vòng 10 ngày nha các bạn nhé. Các bạn muốn lâu hơn thì bên đơn vị nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn thẻ nhớ 64 hoặc là 256GB. Đó, đây chính là một chiếc camera ngụy trang rất là khó để phát hiện, dành cho bạn là muốn lắp đặt để giám sát vợ chồng con cái ở trong không gian riêng tư người ta làm gì thì các bạn có thể sử dụng cho mình, hoặc là sử dụng để chống trộm cũng rất là ok nhá. Và camera nó sẽ tự động thông báo, nó sẽ có một cái phần là tự động thông báo về điện thoại cho bạn. Đó, ví dụ như là tự động có người di chuyển chẳng hạn thì nó sẽ tự động thông báo cho bạn nhé. Và hoặc là tự động lưu vào thẻ, nó rất là dễ để sử dụng. Thì bạn nào ở gần ba cơ sở Bắc Linh này, Hà Nội và Sài Gòn thì bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng nhà mình để mua hàng và kiểm tra hàng luôn. Vì cái dòng ổ cắm điện là cam này ở cửa hàng nhà mình có sẵn, các bạn đến cửa hàng lúc nào cũng có nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn đến cửa hàng thì lúc nào cũng có. Đấy. Còn các bạn ở xa mà các bạn muốn mua hàng ở cửa hàng nhà mình thì các bạn chỉ cần mà gửi cho mình cái số điện thoại cũng như là địa chỉ nhận hàng qua Zalo cho mình thì mình sẽ lên đơn và gửi hàng cho bạn. Và khi hàng tới tay của bạn thì bạn hoàn toàn có thể là bóc hàng ra và kiểm tra hàng. Các bạn bóc hàng ra kiểm tra hàng, nếu sản phẩm sử dụng như video mình quảng cáo, chất lượng này, led ok thì bạn mới cần thanh toán tiền. Còn không, các bạn hoàn hàng về cho mình mà không mất một đồng phí nào. Đó. Và tất cả các dòng đồ công nghệ bên cửa hàng mình thì đều được bảo hành lên tới là 1 năm. Trong vòng 1 năm các bạn sử dụng mà xảy ra bất kỳ lỗi gì từ nhà sản xuất thì bên đơn vị mình hoàn toàn có thể đổi mới sản phẩm cho bạn. Và không giới hạn lần đổi nha các bạn nhá. Đó. Các bạn có nhu cầu muốn đặt mua hàng hoặc là tìm hiểu thêm về cái dòng sản phẩm camera ngụy trang ổ cắm điện này ở cửa hàng nhà mình thì cứ nhắn tin trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc kết bạn qua Zalo cho mình. Thì số điện thoại và Zalo của mình là 0957960888. Đó, các bạn cứ nhắn tin cho mình nhá. Còn bây giờ xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.